Rồi, xin chào quý vị và anh chị nha. Hôm nay quý vị và anh chị cùng em đi về ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha quý vị anh chị. Rồi, theo em đi về đây xem 6.553 mét vuông ruộng đang rao bán với giá là 230 triệu 1.000 mét vuông nha quý vị. 230 triệu 1.000 mét vuông là một công á. Thì hiện tại thì đất ruộng đang trong giai đoạn là chuẩn bị công tác xuống giống xạ vụ đông xuân. Thì mùa nước lũ thì đã qua rồi, nhưng bị qua rồi thì ở đây á, thì nông dân họ chuẩn bị xuống giống xạ vụ đông xuân như quý vị. Thì cái miếng ruộng này nó có một cái tiếp giáp với mặt kênh thoát nước, thì đường đi thì vẫn là đường đất, đường xe máy đi được, mùa nắng mùa mưa thì cũng hơi vất vả tí. Nhưng mà cái đoạn đằng trước á, thì chuẩn bị lên đường đan 3 mét rưỡi nha quý vị. Tí xíu nữa em sẽ quay cái đường cụ thể, đường đầu ngoài cho quý vị xem. Thì từ miếng đất này đi ra tới lộ nhựa 5 mét á, là nó nằm ở khoảng 1 km thôi, một cây số. Và từ miếng ruộng này đi ra ngoài cái xong cái đường mà chuẩn bị làm á, là khoảng 200 m, nhỏ 200 m nha quý vị, 200 m trở lại thôi. Thì gia chủ đang rao bán với giá là 230 triệu một công, thương lượng trực tiếp với chủ nha quý vị. Thì ở đây nó có cái sơ đồ thửa đất, thì ở mặt trước nó giáp với kênh đó nha quý vị. Đất là hướng hướng đông nam, hướng đông nam mà cấn nam nhiều. Thì có diện tích, có hai thửa, diện tích thửa đầu tiên giáp với mặt kênh là 3.775 mét vuông, đất hiện tại là đất trồng lúa nha quý vị, hiện tại là đất trồng lúa. Còn cái thửa đất ở phía sau á, là nó giáp với cái đuôi của cái miếng đất ở đằng trước, thì diện tích là nó 2.778 mét vuông, thì cũng hiện trạng là đất trồng lúa luôn nha quý vị. Rồi quý vị và anh chị cùng em xem nhanh ở cái miếng đất này, rồi chúng ta sẽ đi ngược trở ra ngoài lộ nhựa nha quý vị. Thì quý vị anh chị nào mà thấy thích kênh của em thì vui lòng bấm đăng ký ở bên dưới. Sau này có những cái miếng ruộng hay là miếng vườn hoặc là cái nhà nào đó quý vị thấy thích thì quý vị gọi trực tiếp lên số điện thoại màn hình, thì sẽ gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng giá nha quý vị. Thì giá ban đầu thì chủ báo như vậy thôi, thì chúng ta ưng chúng ta muốn mua thì chúng ta sẽ gọi gọi điện thoại cho em và đi xem gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng giá. Thì nói thật chứ bây giờ người bán lúc nào họ cũng muốn bán giá cao hết nha quý vị, ai cũng có ai mà muốn bán giá thấp đâu, nên là người ta họ kêu, thực tế họ kêu rất là cao. Nhưng mà chúng ta còn muốn mua, chúng ta thích, chúng ta muốn mua thì chúng ta phải thương lượng giá trực tiếp với chủ. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của em trong thời gian vừa qua. Thì cũng có một số anh chị bình luận những lời lẽ không hay, thì thực tế thì em làm này là em làm để làm hao tiêu, không kết nối mọi người với nhau, thì đó cũng là một niềm vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị á, bình luận nó không hay, những lời lẽ nó không hay, thì nói chung là cũng rất là buồn nha quý vị anh chị. Thì thực tế người bán lúc nào cũng kêu giá cao, kể cả chúng ta luôn, kể cả anh chị luôn muốn bán đất bán nhà, chúng ta sẽ kêu giá rất là cao nha quý vị. Khi mà người nào mua, người nào thích, nó quan trọng là thích thôi, chúng ta vào mà xem xét cái giá nó hợp lý thì chúng ta mua thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Rồi bây giờ anh chị sẽ cùng em đi từ đất đi ra ngoài đường nhựa nha quý vị, để chúng ta hình dung rõ được cái con đường. Thì hiện tại thì đoạn đường đi vào ruộng là đường đất, thì bên trước miếng ruộng nó có một cái con kênh khoảng 4 mét, thì chúng ta đi ngược trở ra, ngược trở ra khoảng hơn khoảng 100 mét thì sẽ gặp một cái con sông lớn hơn, một con kênh lớn hơn như quý vị. Thì chúng ta cần phải đi qua một cây cầu nữa để qua bên kia. Thì cái bờ bên kia là có một cái dự án mở đường nó rộng khoảng 3 mét rưỡi nha quý vị, đúng 3 mét rưỡi luôn. Đó chúng ta ra được bên sông, chúng ta là sẽ mở rộng đường 3 mét rưỡi đổ đan. Ở đây thì nhà người ta cũng có ở, cũng có tương đối ở, cũng lưa thưa nha quý vị. Thì ở trong vườn mà người ta ở không không có đông lắm, nhưng mà cách vài trăm mét thì cũng phải có một căn nhà. Thì dân đây ở đây từ xưa giờ. Rồi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài lộ nhựa nha quý vị anh chị, cùng theo em đi ra ngoài lộ nhựa. Thì ở đây thì chúng ta đi lên cầu này, chúng ta sẽ nhìn một cái sông này tí xíu nha quý vị. Từ cái vị trí này chúng ta đi ra tới ủy ban xã đó là khoảng
ra tới ban xã tới chợ thì nó khoảng 2 km, 1-2 km trở lại nha thôi nha quý vị, nó không có hơn đâu. Nó cũng gần lộ, gần ủy ban, gần chợ, gần trường học. Thì giá đất ở Tiền Giang á, năm nay từ hồi Tết đến giờ nó biến động rất là nhiều nha quý vị. Nếu quý vị nào mà xem á, thì thấy giá cao quá thì cũng thông cảm. Thì vui lòng không bình luận những lời lẽ, nói chung là cũng khó nghe ở bên dưới giùm em nha quý vị. Thì hồi trước Tết á, thì đất ở khu vực cây lậy, đất ruộng á, thì ở đây khoảng 3 cây một công thôi. Có nơi cũng là 2 cây 8, 2 cây tính theo vạn nha quý vị. Thì hiện tại bây giờ là người ta kêu với giá là 5 cây trở lên luôn ra thôi. 5 cây thì những cái tuyến nào mà có đường đi ngon là nó xe máy đi được thì kêu khoảng 5 cây trở lên. 4 cây mấy 5 cây, còn đi vô đường kinh nhỏ ở trong thì vẫn còn là 3 cây tính là theo vàng nha quý vị. Thì đây là cái con đường chúng ta đi ra ngoài lộ nhựa. Nếu quý vị xem tham khảo nha quý vị, thì đường này đang dự án mở rộng mặt đổ đan là 3,5 m. Và đây là lộ nhựa nha quý vị. Thì hướng trước mặt chúng ta là đi ra Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Trung. Và hướng này chúng ta đi là đi vào xã Mỹ Hạnh Đông và đi Tân Phước luôn. À, đây chúng ta đi tới cầu Kháng Chiến thì sẽ quẹo phải nha quý vị. Hướng từ Ủy ban Mỹ Hạnh Trung đi Mỹ Hạnh Đông á, đi tới cầu Kháng Chiến chúng ta quẹo phải. Quẹo phải như con hẻm này, thì con hẻm này đang có cái bản dự án mở rộng đường 3,5 m nha quý vị. Thì chúng ta đi từ đây vào vườn đó là vào đất ruộng nó là khoảng 1 km nữa thôi là chúng ta sẽ tới ruộng. Và đây là chỉ giới xây dựng đường nha quý vị, thì 3,5 m, 3,5 m là mặt đường, còn hành lang bảo vệ đường tổng cộng là 5 m nha quý vị. Hai bên là 5 m, mặt đường là 3,5 m. Đây chúng ta đi 1